Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về phương tiện giao thông, vận tải và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Auto Expo 2024 do Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam và Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm CIS Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội có quy mô hơn 5.000 m² đã thu hút gần 250 gian hàng của 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là triển lãm quốc tế chuyên ngành được tổ chức thường niên. Qua 16 năm tổ chức, Việt Nam Auto Expo luôn được các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao về quy mô và chất lượng, thu hút đông đảo cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, kinh doanh trong lĩnh vực ô tô, xe máy, xe điện, phụ tùng phụ kiện và các lĩnh vực liên quan. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, tiếp cận khách hàng tiềm năng, quảng bá sản phẩm, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo ngành công nghiệp ô tô, xe máy tại Việt Nam. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra hội thảo chuyên ngành với chủ đề phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu ngành ô tô trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm cung cấp những thông tin hữu ích về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp. Các chương trình kết nối giao thương B2B cũng liên tục được tổ chức tại triển lãm nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, tìm hiểu khoa học công nghệ mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong bối cảnh thị trường các sản phẩm phương tiện giao thông vận tải có nhiều sự cạnh tranh như hiện nay.